tin chúng tôi vừa thực hiện. Cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và các thành viên Ban chỉ đạo. Trong ngày, ngành y tế tổ chức xét nghiệm 10.677 lượt người và không có trường hợp nào mắc COVID-19. Cũng trong ngày, lực lượng chức năng tiếp nhận 11 người về từ vùng dịch, tổ chức cách ly theo quy định. Hiện còn 3 khu vực phong tỏa trên địa bàn thành phố với 78 hộ dân. Đã có 53 trên 56 phường xã không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Đến nay, Đà Nẵng đã tổ chức tiêm được hơn 901.000 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó gần 94.000 người đã tiêm đủ 2 mũi. Hiện nay, nguy cơ dịch xâm nhập vào thành phố vẫn rất lớn, vì vậy các chốt kiểm soát cửa ngõ sẽ tiếp tục siết chặt quản lý người, phương tiện ra vào. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến lưu ý, hiện nay, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Đà Nẵng vẫn rất lớn khi lượng người từ các địa phương khác vào thành phố tăng lên. Vì vậy, khâu kiểm soát ngay từ cửa ngõ phải siết chặt hơn nữa. Khi chuyển trạng thái thì các đơn vị địa phương phải sẵn sàng các phương án cụ thể, không để bị động. Thì đề nghị là các ngành chúng ta những việc gì làm trước được, chuẩn bị trước được thì chúng ta cứ chủ động làm trước. Đối với cái 6589 thì đã yêu cầu các cái đơn vị là phải có phương án. Thì ngành giáo dục khi chuẩn bị đi học lại thì từng trường phải có những cái phương án rất là rõ. Và đây là tôi biết là đây là một cái áp lực rất là lớn với ngành giáo dục. Thì đề nghị là ngành giáo dục cũng phải chuẩn bị hết các cái nội dung để cho các trường có đủ cái kinh nghiệm cũng như là đủ các cái tài liệu hướng dẫn để có thể xây dựng cái phương án của trường mình. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị ngành y tế tiếp tục triển khai tập huấn cho y bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID-19 theo 3 tầng điều trị để sẵn sàng đáp ứng trong trạng thái mới. Ngành y tế và các địa phương tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 để tăng độ bao phủ vaccine trên địa bàn.